Quan trọng là chúng ta phải giữ vững tinh thần. Đây là Summer. Bên mình là Per Sam, bên đội bạn là Per Hit. Còn đội bạn nhỉnh hơn một chút ở cái vị trí cung. Về lớp trận thi đấu là người cầm Sam, Hoàng Minh Nhi là người cầm Per. Ngày hôm nay Hoàng Minh Nhi rất nhiều trận cầm chém rồi. Từ đầu đến giờ toàn cầm chém rồi. Chưa một trận nào đánh cung cả. Chim Sẻ là người cầm Hit đi. Thế bên đội bạn cũng là Mắc Binh khi Chim Sẻ cầm Hit và U98 là người cầm Per. Còn chúng ta thì Hoàng Minh Nhi vẫn là người cầm chém Persia. Trận thi đấu này về lớp là người cầm Sam. Và anh em cứ bình tĩnh, bằng cuộc sống mà. Có ai là người không tránh bằng, có ai là người tránh được sai lầm đâu. Ai cũng đôi lúc cũng là cũng có lỗi. Nhưng mình cũng đã nói rồi, cái tên rồi là Hoàng Mai Nhi có dân sửa nhưng chỉ là một con nông dân thôi. Và Hoàng Mai Nhi chỉ còn một dân, chính vì vậy không sửa được. Về lớp thì đang tập trung vẽ ruộng cũng như là đang tụ quân. Còn đương nhiên thì là sai thì anh em có quyền góp ý nha, anh em cứ góp ý nhẹ nhàng thôi. Hiện tại bây giờ anh em góp ý thì các game thủ chúng ta cũng có nhìn thấy đâu. Chỉ mỗi mình là người nhìn thấy thôi. Anh em cứ bình tĩnh, cụ từ. Đây là 16 trên 20 bài Summerian của Velop. Biết trận thiếu này Velop đánh chém đánh cung đây. Đầu giờ gần như là Velop cầm chủ lực, còn Hoàng Mai Nhi là người đánh chém. Chúng ta cùng xem màn hình máy Persian xem như thế nào. Khá nhiều hiệu, đôi 4, 6 con hiệu ở trong 7 hiệu đầu. Có 6 con hiệu, biết có gì thêm không? Như vậy là có thêm 7 hiệu và một bãi quả nữa. Trận này Per nhà nào đột biến hơn, mà Per bên nào đột biến hơn thì bên đó sẽ có lợi thế nhiều. Thêm một 7 hiệu 6 và thêm một bãi quả phụ nữa dành cho game thủ cầm Persia, Hoàng Mai Nhi. Và còn hiệu nhảy hơi bướng. Có lẽ ăn bài này vẫn đánh 25 dân chắc. Bài Per có heal nhưng không có voi, 23 dân. Có lẽ ra ăn thêm vâng, ghét thật. Cày thật đấy. Một con dân thì bị kẹt, một con dân thì bị đôi sư tử nó gặm mất. Thối lòng thối dạ. Hơi cay, vâng, hơi cay, tất cả đều là do con hiêu này. Như vậy là hiêu 6 là đã đủ. Hiêu 6 và đã đủ. Đã đủ thực rồi. BM. Vẫn còn nguyên một bãi quả nữa để cho game thủ Hoàng Mai Nhi khai thác. Như vậy là 9-30. Đây là game thủ Velop. Velop có lẽ rằng vẫn đánh cùng. Như vậy là bên đội bạn lên đời hết rồi. Một mình Velop là chưa lên đời thôi.
23/24 và bắt đầu đẩy con ngựa giò đi đến từ game thủ cầm Persia. Còn cánh bên này sẽ là nhà ai đây? Bài không phải quá mắc bình, 933 là tôi thấy là quá ok rồi. Vâng, như vậy là màu 6. Như vậy là màu 6 game thủ U98. Và đây cũng là nhà của game thủ cầm màu 6 luôn. Cánh bên kia về lớp sẽ người gặp Hitty. Như vậy là lên đời xong, ngựa giò công giáp đầy đủ luôn. Khả năng cái bãi quả trước mặt nhà của game thủ U98 họ đang ăn ở đó. Vâng, chưa thấy dân của đây. Chưa lên đời dành cho U98. Vâng, một mớ dân ở đây, một mớ dân. Những đôi bạn có lẽ đang sẽ lùi vào và đóng B. Như vậy vừa lên đời xong dành cho game thủ U98. Mới chỉ đóng một nhà BL dành cho người cầm pơ phía bên kia thôi. Vâng, pơ của chúng ta lên đời là tốt hơn. Vâng, như vậy chỉ ăn được 3 dân ngoài. Tạm thời đã. Vâng, cái đôi sư tử này thực sự là khó chịu. Vâng, phải tôi mang con lạc đà tôi ra tôi chém chết luôn hai con sư tử đấy. Cày lắm rồi. Rồi như vậy là làm 3 cháu. Liệu U98 tôi nghĩ là chưa dám đen e ra đâu. Tôi nghĩ là U98 chưa dám đen e ra đâu. Vâng, đúng là như thế. Ăn bầy hiêu này thì sẽ là rất nguy hiểm. Nhưng thôi đành, liều ăn nhiều. Để gom thực bằng Persian nó ăn ăn hiêu để gom thực. Đây là game thủ V-Lớp 24/36, họ đang sang chém V-Lớp chân lực nhá. 1L đều thôi. Còn đây là game thủ Hoàng Anh gì? Vâng, chim sẻ bài đã kín. Bánh xe đã có. Úi dồi. Vâng, như vậy là vâng, có tên R đầu tiên luôn. Nhà của game thủ chim sẻ đi nắng khá mắc bình. Chưa thấy Persian của đội bạn phá e ra để ăn quả nhỉ. Đây. Vâng, bảo mãi chưa thấy màu 6 sang vâng phá e ra ăn quả nhỉ. Thấy rồi. À, có phù à? Ai da. Như vậy phù đỏ luôn dành cho game thủ 98. Được đấy, biết phù đấy. Rồi cứ ra ăn đi. Cứ ra ăn đi. Rồi ăn đi đấy, cảm giác không ăn được thì không ăn đi. Còn đây là một tên mà vẫn tiếp tục là ăn hiêu. Bên kia thì U98 ăn quả, còn Hoàng Mà Nhi là người đang ăn hiêu. Ăn hiêu thì dồn thực nhanh hơn để sóc lạc đà là nhiều hơn. Vâng, lại phù. Vâng, tên này thì phù đen rồi. Cái tưởng phù đỏ nữa thì cạn lời. Còn đây là game thủ Samaria. Tham ai đang là 30. Vâng, chỉ một con cung R đi bắn thôi. Tôi nghĩ là cửa thắng vẫn còn khi mà vâng, màu 8 báo về đã chặt cỗ 2 rồi. Khỏe vậy á? Vâng, khỏe vậy cơ à? Thông tin báo về màu 8 đã chặt cỗ 2. Ui dồi, cái hốc. Cái hốc này phải có, tôi nghĩ là phải có. Không có đường vào nhà game thủ chim sẻ. Nhà quá kín. Mà có lẽ đứng ở đây mà đốt thôi. Bài 35/44. Quan trọng bây giờ là phải công được vào cái hốc của nhà chim sẻ. Chứ để cho chim sẻ mà về lâu về dài vâng, họ thoải mái cân đôi thì mà họ là người cầm Hitty. Cái hốc quá mắc bình dành cho chim sẻ. Hoàng Minh đã tìm được đường vào chưa? Như vậy là màu 6 thì fit rồi. Và màu 6 thì fit hẳn rồi đấy. Và màu 6 là chính thức fit hẳn rồi đấy nhá. Màu 6 chính thức fit hẳn rồi đấy. Vâng, sửa bằng răng là đây là chém 4. Thôi 98 thôi, đừng làm trò nữa đi. Vâng, đừng làm trò hề nữa đi. Vẫn đang sắp quân tham 34 mà. Rồi, như vậy là tạm biệt U98. Còn đây là game thủ V-Lớp tham lai 44. Vâng, game thủ V-Lớp tham lai đang là 44. Hãy nhớ bên đội bạn là cung R của Hitty đấy. Cái loại cung R nó bắn cực kỳ buốt.
Chắc là đây là những con nông dân còn sót lại à? Và đúng là những con nông dân còn sót lại và chưa đạt được BS. À không, có BS rồi. À, như vậy là U98 chính thức fit ra trước Persian của game thủ Hoàng Mai Nhi. Cảm giác U98 hơi yếu đuối trước Hoàng Mai Nhi. Anh Banh chém nổ luôn L không? Có một cái BL chém 4 thì chém được mấy đâu. Vâng, chém 4 chém mấy đâu. Đây rồi, có bãi quả, thơm. Thơm đấy. Thôi nhưng mà nhà game thủ Hoàng Mai Nhi cũng mất vàng. Thôi đưa dân ra ăn vàng rồi. Chém bay nhà bên L của game thủ cầm màu 6 rồi. Còn đây là game thủ Vlop. Tham lai đang là 52/56. Hoàng Mai Nhi có kéo quân trong đây để sẵn sàng phối hợp cùng với game thủ Vlop hay không? Đây rồi, Hoàng Mai Nhi cũng đang kéo quân sang. Tầm khoảng 10 con lạc đà chém 4. 10 con lạc đà chém 4. Ơ chỗ này vào phay được. Ờ chỗ này thì vào phay được. Vậy à, vậy à. Chắc là đang mất tay. Vâng, chắc là đang mất tay ở phía dưới. Với lớp quân công ở phía dưới đi nhá. Với lớp quân công ở phía dưới đi nhá. Ờ công đây. Công mạnh lên. Ôi chưa được, họ kéo quân lên trên chỗ nhà BA rồi. Với lớp công mạnh ở đằng ấy đi. Vâng, ban càng giá làm gì cố gắng giữ lạc đà anh ơi. Thảo mai vẫn đang là 25. Vâng, đang sọc xiên vào khu vực nhà bè. Họ cứ kéo quân xuống thì Hoàng Mai Nhi lại. Ôi, cẩn thận, tách, 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 tách. Trần Văn Tách. Đây là game thủ Vlop, tầm mai 63. Bắt đầu lao vào trong rồi. Ra cung ho, không để ý kìa. Như vậy là chim sẻ. Có lạc đà nhưng mà ở phía dưới rồi. Vâng, tên này là tên mà 3K đang cẩu. Nhưng họ đang bắn, cung rời Hitty nó đang khá chất. Vâng, cung rời Hitty thực sự chất. Không được rồi. Vẫn cứ khoai. Vâng, vẫn cứ khoai. Vâng, một cái hốc mà quá kín dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Kinh thật, vâng, cái hốc này thì ghê người. Hốc kinh quá. Như vậy là tỷ số là 1-2 ở trong trận đấu thứ hai. Tôi đang mường tượng và tôi đang nhớ lại C1 rồi. C1 chúng ta cũng bị dẫn trước 1-2 và chúng ta bật. Và hy vọng rằng trận thiếu C đấu này chúng ta lại có thể bật được tiếp. Rất mong anh em chúng ta like và chia sẻ ủng hộ mạnh lên để lấy động lực bật C này nào.